Chi Apple TV 55.4 xin mến chào quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Đông y trong đời sống với Yên Chi và thầy Nhất Nguyên. Xin mến chào thầy Nhất Nguyên, xin thầy Nhất Nguyên gửi lời chào quý vị khán giả của Apple TV 55.4. Tôi Đông y sĩ Nhất Nguyên xin kính chào quý khán giả của đài Apple TV 55.4. Xin chào cô Yên Chi. Dạ vâng, chào thầy. Thầy khỏe không? Cảm ơn cô Yên Chi, tôi rất là khỏe. Còn cô thế nào? Dạ vâng, thì Yên Chi thấy là những cái ngày đông giá rét đã qua rồi và bây giờ thì là mùa xuân ấm áp trở với chúng ta, thì Yên Chi thấy là sức khỏe thì thấy nó có vẻ là không có giống như mùa đông, sụt sùi như mùa đông, nhưng mà hình như là cái bệnh dị ứng, nó những cái bông phấn á, thì chắc khi mà nói về cái dị ứng bông phấn thì chắc thầy Nhất Nguyên phải nói về cái chương trình này, về cái đề tài này trong một cái chương trình kế tiếp của chúng mình, hay là ngày hôm nay thầy nói về đề tài nào đây? Thưa quý khán giả của đài Apple TV 55.4, bởi vì cái thời gian nó không có được nhiều lắm, nhưng mà trong hai cái chương trình talk show trước thì tôi nói về bệnh tiểu đường, nhưng mà tôi cảm thấy rằng nó chưa đủ lắm, nên hôm nay chúng tôi muốn nói thêm một hôm nữa về những cái cây thuốc, bài thuốc dân gian và những cái phương pháp để điều trị cái bệnh tiểu đường. Là một cái bệnh rất là nguy hiểm và nó xảy ra rất là nhiều trong đồng hương của chúng ta. Nhưng mà nhân tiện cô Yên Chi nói về những cái mùa xuân đến thì thưa cô Yên Chi là cái mùa xuân đến thì rất là nhiều người lo lắng chứ không phải là vui vẻ đâu, bởi vì cái bệnh cảm cúm, cái bệnh allergy nó đến với mọi người khi mà những cái bông phấn nó nở ra. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta không thể nói trong hôm nay được, nhưng mà cũng nói đơn giản một câu là bất cứ một cái chứng bệnh gì, chúng ta tự đặt câu hỏi tại sao người khác không bị mà chúng ta bị, đó là một nguyên nhân. Và đa phần cái những người thầy thuốc đông y họ trả lời được cái câu hỏi đó là tại sao cũng mùa xuân đến mà có người bị allergy mà có người không bị. Thì trước hết là nói một câu ngắn gọn là nếu quý vị tin vào Tây y thì hãy đi chích ngừa hoặc là dùng những phương pháp đi gặp bác sĩ để chữa những cái chứng bệnh về cảm cúm. Còn nếu quý vị tin vào Đông y thì quý vị nên đến những vị thầy thuốc có tên tuổi và có những cái bài thuốc nhất định cho tùy theo cho mỗi người, chứ không phải là có những cái bài thuốc mà một loại cho mọi người rồi ai cũng uống, có thể là có người này đỡ bệnh và người khác không có đỡ bệnh. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vậy thì nếu ngày hôm nay là thầy muốn nói thêm là về cái bệnh tiểu đường, từ vì Uyên Chi biết là cái bệnh tiểu đường rất là, nếu mà nói về trong cái giới người Việt của chúng ta thì là cộng đồng Việt Nam mình, thì người Việt mình bị cái bệnh tiểu đường Uyên Chi biết cũng rất là nhiều. Thì trong gia đình Uyên Chi cũng có người bị bệnh tiểu đường luôn quý vị. Đó nên vậy thì ngày hôm nay xin thầy Nhất Nguyên nói về thêm về những việc cách ăn uống của cái bệnh tiểu đường cho Uyên Chi cũng như quý vị khán giả biết là bên Tây Đông y thì như thế nào. Thưa quý vị khán giả của đài Bộ TV 55.4, cái bệnh tiểu đường nó đã xảy ra rất là lâu và thường nó xảy ra sớm, mà đặc biệt là người châu Á chúng ta cũng bị nhiều, bởi vì đa phần chúng ta hay ăn nhiều gạo và ăn nhiều cái thức ăn, ngay cả ăn ngọt người chúng ta cũng ăn nhiều, thì cái bệnh tiểu đường nó xảy ra đến với chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà trong cái hai cái chương trình trước chúng tôi đã nói về nguyên nhân, cách chữa trị và cũng giống như những cái phương pháp nào đó để giúp cho cái bệnh tiểu đường, thì hôm nay chúng tôi nói thêm một ít về vấn đề ăn uống và những cái bài thuốc dân gian. Thì sau cái show này thì chúng tôi cũng sẽ nói tiếp một cái show, chúng tôi review lại tất cả những cái bệnh thường gặp, ba cái bệnh thường gặp nhất trong mọi người khi chúng ta lớn tuổi, đó là cao máu, cao mỡ và tiểu đường. Thì bây giờ chúng tôi quay lại cái vấn đề tiểu đường. Thì thưa quý vị, trên thực tế thì trong những cái bài thuốc dân gian, trong những cái bài thuốc truyền miệng, rất là nhiều cái vị thuốc nó giúp cho con người chúng ta ngăn ngừa, có thể giảm bớt được cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà như chúng tôi đã từng nói với quý vị, tất cả những cái bài thuốc gì, hay những cái bài thuốc dân gian, hay những cái cây cỏ, nó chỉ chẳng qua nó chỉ giúp một phần nào đó giảm bớt cái lượng đường trong máu của chúng ta. Bởi vì mỗi cơ thể con người có một cái cơ địa khác nhau, cái sức khỏe khác nhau, những cái nội tạng nó có cái liên quan khác nhau, do đó mỗi trong người chúng ta cũng đều có những cái cách chữa trị khác nhau. Một cái vấn đề nữa tôi muốn nói với cô Yên Chi cũng giống như quý khán giả như thế này. Cho dù một cái vị thuốc nó, cho dù nó có hay cách mấy, một cái món ăn nó có tốt cách mấy, nó có bổ cách mấy, thì chúng ta không bao giờ ăn một món ăn đó suốt ngày này qua ngày nọ được.
chỉ có thuốc thì chúng ta mới có thể uống ngày này qua ngày nọ được thôi. Món ăn cho dù có ngon mấy, cao lương mỹ vị mấy, hay là món ăn có tốt mấy cho các chứng bệnh chúng ta không thể nào ăn hàng ngày được. Thì nếu chúng ta không ăn hàng ngày mà cái căn bệnh nó thường thường chúng ta phải uống thuốc hay là chữa hàng ngày, thì làm sao chúng ta giải quyết được cái vấn đề đó? Dạ, thì đó mới là mới sinh ra những người thầy thuốc. Cái vấn đề không kém phần quan trọng nữa thì không riêng gì cộng đồng người Việt chúng ta, mà hầu hết các cái sắc dân khác và toàn thể trên thế giới bây giờ, cái thời đại thông tin internet rất là nhiều, thì mọi người hay thấy mình bị một cái chứng bệnh gì đó rồi lên internet rồi tìm hiểu, cái lá cây này, cái giống cây nọ, cái hạt kia nó giúp cho cái bệnh này, rồi rốt cuộc mình cứ đi theo những cái đó nhưng mà mình không đi tìm sâu xa cái vấn đề, thì rốt cuộc bệnh chúng ta không thấy mà càng ngày càng nặng thêm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không phủ nhận được một số công dụng rất là tuyệt vời của một số cái món ăn, một số cái cây lá trong cái bài thuốc dân gian của chúng ta. Thì để nói về cái bệnh tiểu đường thì dĩ nhiên là mỗi cơ thể chúng ta có những cái bài thuốc khác nhau, nhưng mà đặc biệt thì các cái loại thuốc nó giúp cho cái bệnh tiểu đường rất là tốt, giống như là đảng sâm, thục địa, táo nhân, hay là bạch thược, xuyên không, trần bì, hay là các cái loại sau này có loại là cỏ mật, cỏ ngọt. Và ở trong nước bây giờ nó hay, họ đang sản xuất đại trà cái dẫu cổ lam đó, thì để chữa cho cái bệnh tiểu đường. Mà trong bữa nay còn các cái thời đại trước, về trước đi chăng nữa, cũng có những cái vị thuốc nam rất là tốt mà người ta được truyền miệng rất là nhiều để chữa cho các bệnh tiểu đường. Thì giống như là cái dây thìa canh rừng thác giấc, cái này chắc cô Yên Chi cũng hết biết, rất là nhiều người không có biết. Thì nó giúp cho cái, nó ngoài cái vấn đề nó giúp cho bệnh tiểu đường, nó còn hỗ trợ cho cái tuyến tụy chúng ta sản xuất ra cái insulin rất là tốt. Hay là bây giờ trong nước cũng có những cái tinh đồng về, hay là trước đây cái rễ chuối rừng, hay là rễ chuối chát, hay là hộp chuối chát, hay là những cái cọng chuối chát, chúng ta có thể xay nước để uống, để cho nó giúp cho cái giảm được cái bệnh tiểu đường. Về cái liều lượng thì nó rất là phức tạp, tùy theo của mỗi người, thành ra là quý vị có thể tự tìm hiểu. Nhưng mà theo chúng tôi biết, theo chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ đưa những cái phương thuốc một cách coi như rộng rãi, bởi vì khi quý vị theo những cái phương thuốc mà chúng tôi nói trên đài, có thể nó không có phù hợp với cơ thể của quý vị. Những cái bài thuốc giống như là bạch quả, hay là một cái loại cỏ móng mà gọi là Risan đó, là cái đó là chắc cũng những người thầy thuốc mới biết, cho những người bình thường chúng ta cũng không biết. Nhưng mà những cái mà chúng ta hay nghe nói đến nhiều nhất là những cái truyền miệng về chữa về cái bệnh tiểu đường nhiều nhất là cái thứ nhất là người ta nói là có thể là cái cây nha đam, là cây nha đam là cái cây lô hậu đó, thì nó có thể nó giúp cho cơ thể chúng ta về bệnh tiểu đường. Mà trước đây trong các chương trình chúng tôi nói về cái câu mỡ rồi, nó cũng giúp về vấn đề là lưu thông, nó giúp cho về cái mạch máu mà nó lưu thông tốt và giúp cho nhuận trường. Cái cây rau húng quế thì như tôi nói có những cái chương trình khác, cây rau húng quế nó cũng giúp cho chúng ta tốt về bệnh tiểu đường, mà chúng ta đâu có thể ăn rau húng quế hàng ngày được. Nếu mà mình ăn bao nhiêu mới là đủ phải không thầy? Đó là một vấn đề rất là khó để mà chúng tôi nói trên đài. Thành ra bất cứ chương trình gì mà quý vị có thể gọi trực tiếp hỏi chúng tôi, thì chúng tôi ngoài cái vấn đề chữa bệnh, lúc nào chúng tôi cũng nói với người bệnh nhân thì tất cả những cái phương pháp chữa bệnh trong đông y thì chúng tôi cho những cái bài thuốc cho quý vị, nó chỉ giúp cho quý vị từ 50-70% chữa lành bệnh cho quý vị, còn 30-50% còn lại tùy cái loại bệnh, nó phụ thuộc vào quý vị chứ không phải phụ thuộc vào chúng tôi. Thì kết hợp với những cái phương pháp kiêng ăn, ăn uống nó kiêng cử và nó đúng cái bài thuốc, còn chúng tôi cũng giúp cho người bệnh nhân là những cái món ăn nào nên ăn, món ăn nào không nên ăn, để cho kết hợp với những cái bài thuốc của chúng tôi mà chữa trị cho quý vị hiệu quả hơn. Dạ vâng, thì thầy nói là cây nha đam là aloe vera, rồi cây húng quế và những cái rau nào nữa thầy? Những cái đó thì nó khó ăn hơn, nhưng mà có hai cái vị mà thực chất tôi cũng coi ở trên internet, thì có những cái lưu truyền trên những cái email là gia đình tôi như thế này đã chữa cái này và thực sự là đã hết bệnh rồi, xuyên truyền cho mọi người biết. Đó là một cái loại mà lưu truyền nhiều nhất, đó là cái đậu bắp. Người ta hay nói là mỗi ngày, mỗi buổi tối chúng ta cắt hai quả đậu bắp, cắt cái đầu ngọn và đầu đuôi của hai quả đậu bắp, chúng ta xẻ dọc theo cái thân, chúng ta ngâm vào một ly nước lọc, rồi sáng hôm sau chúng ta uống cái ly nước đó thì có thể giảm được
cái lượng đường trong máu. Còn cái thứ hai là cái loại lá dứa, người ta nói mỗi ngày, thí dụ như người châu Á chúng ta hay nói là nam thất giữ nữ cửu đó, thì mỗi người cứ lấy những cái lá dứa đó và nấu lấy nước uống thì nó cũng giúp cho cái bệnh tiểu đường rất là hiệu quả. Nhưng mà bao nhiêu cái lá dứa, bao nhiêu gram như thế nào thầy? Nếu mà mình nói lá dứa thì bao nhiêu cái lá, hoặc là bao nhiêu pao như thế nào để mình uống? Lá dứa thì chúng ta ở đây có nhiều người có thể trồng được, nhưng mà thường có thể chúng ta mua lá đông lạnh cũng có, nhưng mà nếu trồng được là tốt nhất. Nhưng mà cái bao nhiêu lá thì nó phụ thuộc vào cái cân nặng của mỗi người nữa, thành ra nó rất là khó. Nếu mà chúng ta uống nó nhiều quá thì nó có thể nó giảm cái lượng đường trong máu nó nhiều hơn. Thường là chúng ta có thể là uống tùy cái lá nhỏ lá to nữa, chúng ta không thể đây ra cái cân lượng. Nhưng mà rồi người ta có nói về vấn đề là thí dụ như ăn ổ qua nó cũng rất là tốt cho cái bệnh tiểu đường. Mà thực chất là mặc dù tôi không có bị tiểu đường, nhưng mà món ổ qua là một cái món rất là khoái khẩu của gia đình chúng tôi. Thì và hơn nữa là ở qua bên Mỹ này thì chúng ta nghe cô Yên Chi có nghe người ta nói đến cái hạt methi chưa? Là cái hạt giống như là cái hạt mà để giống như hột é của mình đó hả thầy? Không phải, hạt é là một cái hạt khác nữa, chúng tôi sẽ nói tiếp. Nhưng mà cái hạt methi là một cái loại giống như hạt cà ri của Ấn Độ, mà người Việt Nam họ kêu là cái hạt hồ lô hậu á. Là nó, cái hạt này nó rất là tốt, và ngay cả người phương Tây bây giờ họ cũng dùng cái hạt này để giúp ngay giảm được cái bệnh tiểu đường rất là tốt. Và cái hạt này đã được một số công ty của bên Tây Y nghiên cứu, chứ không bên dược phẩm cũng nghiên cứu về cái hạt methi này. Và cái hạt mà cô muốn nói là cái hạt giống như hạt é đó là chính là hạt chia. Chia thì thực sự tôi cũng có ăn hạt chia, mặc dù tôi không có bệnh tiểu đường. Mỗi buổi chiều về là tôi làm một cái dĩa salad trộn với một ít thịt gà, và tôi rắc hạt chia vô tôi ăn rất là thú vị. Còn có thể là buổi tối mà thí dụ nhiều khi mình đói bụng quá mà mình không dám ăn, mình không muốn ăn đồ nặng, thì chúng tôi có thể quậy ngâm một ly hạt chia nhỏ rồi chúng tôi uống, thì nó giúp cho bồi bổ sức khỏe, nó giúp cho nhuận trường rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Dạ vâng thầy. Uyên Chi cũng hơi thắc mắc về cái hột chia này khi mà mình uống, thì xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị.